Chào các bác đang ở quê hương Nông Hưng Thái Bình các bác, với quê vợ tôi. Thì có một dịp mà tôi đã quay về cái mấy cái cây xanh của bố vợ ngoại. Ông ngày xưa ông chơi ấy, thì nó cũng có giá, thì bây giờ nó mất giá ông bỏ bê. Giờ mình thấy tiếc, mình muốn làm lại. Dù bán được hay không hay là để chơi thì nó cũng có một cái nét gì đấy. Đấy thì hôm nay sẽ làm thí điểm một cái cây này, cái xanh này, xanh quê thôi. Đấy thì hôm trước cũng chia sẻ các bác là em trồng chuyển chậu cái cây xanh Nam Điền ở nhà, thì nhất là một số bác có phàn nàn, có complain ấy là ẩu quá rồi là mới chơi. Thì cũng đúng, bởi vì em thực sự là ẩu thật, thì em biết điều đấy. Thứ hai là hôm đấy nói chung thời gian này cũng không cho phép, mà nó tối rồi, chủ yếu em muốn quay lại để chia sẻ một cái gì đấy mà nó cái cách chơi mà nó tối giản nhất, nó đơn giản nhất, nó không cầu kỳ tốn kém thời gian của mọi người. Mọi người những nghệ nhân thì em không nói nhá, những người dân văn phòng hay là nghiệp dư thì đâu có thời gian để mà chơi sâu, chơi kỹ được, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là những cái sai sót đấy thì các bác có lẽ là nên nên bỏ qua, hoặc là phải nói về học thuật thì nên nên sang một cái diễn đàn khác. Đấy, giờ hôm nay em sẽ làm cây này. Tại sao cây hôm trước em chưa, cái cây Nam Điền của em chưa đục bệ cắt rễ là do em mới chuyển sang cái chậu kia thôi, nhưng mà thấy hôm nay kiếm được cái chậu mới hàng mới thì cho nó sang thôi, chứ cũng chưa ý định làm lại bệ biết. Đấy các bác nhé, bây giờ làm cái cây này. Đầu tiên em sơ sơ qua cái dáng dấp của cái cây này xem như nào, xem em làm có hợp lý không bác, trước và sau nó sẽ như nào nhé. Đầu tiên ấy, tổng quan ấy là nó như này, ông làm lắc lên thôi chứ không có cái gì không ra dáng dấp cả. Đấy thì được một cái là cây này bệ rất ok, nhưng mà nó kiểu như nó lâu năm nó cỗi, nhìn cái bệ nó cỗi. Thì tí nữa ý tưởng của em ấy, bệ nó khá là cao, bệ này khá là cao, em sẽ cắt đến đây, cắt lấy nửa bệ thôi để cho nó bệt trải ra và cây nó sẽ khỏe hơn. Đấy, chứ không phải là em không biết cắt bệ biết đâu các bác nhé. Và tất nhiên thì mỗi người một cái phong cách hoặc là một cách làm, có thể chuyên nghiệp hoặc không, nhưng mà quan trọng là cái kết quả. Đấy. Đấy. Vâng, ông sang chơi đấy ạ. Vâng, cháu đang định làm lại cây này. Nó lôi thôi quá. Đấy, đang quay lại xem trước với sau. Được cây này, cây kia không. Dạ. Cháu làm dần dần từng cây một. Con bệ này. Cây này được. Cây này, à? Cây này được cái bệ đẹp, nhưng mà dưới đẹp phết đấy nhỉ. Thân thì lại đang bị hỏng, nhưng mà cháu phải làm lại, cắt lấy. Hỏng đây. Sai nhiều quá. Đấy. Bây giờ chơi. Đang định. Thì nhìn thấy cái tay này, là muốn làm cái tay hoành này, làm cái thân trực hoành trực lắc lên, nhưng mà nếu mà thế thì cái tay này cắt đi. Bên này đây, tay cắt đi. Nhưng nó đang bị thừa, đang bị lệch bệ. Nay mình lệch bệ thì chắc phải đã đục lại. Nó sẽ như nào? Quay phía sau con chó này ghê quá. Cháu đang định lượn qua kia. Vâng, nhưng mà nó đang muốn làm một cây quê thì cứ vắt bừa chứ có biết. Đang muốn làm một cái cây trực hoành. Nhưng mà nó lại bị lệch bệ bởi vì cái tay dưới kia cắt bỏ thì lại bị lệch bệ. Thì chắc phải đục thôi, xử lý thôi. Cây này thì bán. Không, cây này bán giờ khó. Thế cây kia đâu? Ra. Cây kia có được không? Cây kia cũng được nhưng mà phải làm lại. Cái cây ngoài cũng nhìn đẹp. Chưa cây nào ra hồn cả. Đấy, về cháu xin phép là không xin phép ý kiến ông ngoại mà cứ thế làm thôi. Lớp làm được thì cứ làm đi. Ông về ông lại bảo là phá hộ tao. Vất đấy là. Dở. Về đây lâu chưa? Cháu về chiều hôm qua. Nhấc camera nó cao lên tí. Rồi, làm thôi. Thăng bằng cái. Ok, nhít. Bye, you.
Sáng nay đi lên đám cưới ở trên Hà Tây ạ. À đi Hà Tây rồi, đây vẫn đang à? Dạ vâng. À, đám thì không đi vào. Dạ vâng. Cho đi một cái ngọn các bác. Đấy. Nó nhỏ các bác nhá. Các bác nào mà làm con rể mà để xa mà dám phá hoại như này. Không có là chắc bố con đánh nhau đấy. Nên cứ làm thôi, tiền trả hậu tấu. Các bác. Tự tin mà làm. Nhá. Đấy. Làm cái này chắc phải mất vài tiếng các bác. Không đơn giản. Tính cái đục cái bệ này. Ờ cầm về cho mẹ mày đấy. Thấy vứt lồng chầu của nhà ấy. Đấy. Thì là nhìn cái này thì mà về nhà mà nhìn thấy thằng con nó phá hoại này thì có sốt ruột không? Bay bùa biến hết. Các bác nhìn này. Tí đánh nhau mà em không up được video lên thì bác thông cảm nhé, coi như không có nhé, mua video nhé. Đấy, làm cây trực hoành. Đấy, nhưng khi cắt ra rồi thì bác nhìn thấy dễ không? Dễ nhìn hơn đúng không? Làm cái tay hoành đuổi ra đây, tỷ lệ nó khá là ok đấy. Khá là ok, cái đoạn này, hoành này. Tiếc là cái thân trực này thì nó hơi bị vẹo. Đấy. Để em nhảy sang bên này em quay cái địa phía bên này. Thì bác xem rồi. Xem là có nên cắt bỏ cái tay này không? Em thì em sẽ cắt bỏ. Đây. Đấy. Đây. Cái tay này. Cái này sẽ cắt bỏ. Xong đục vì nó cái tay bên này nó khá là mạnh. Cho nên nó sẽ làm lệch cái bệ ở bên này rồi. Tâm nó ở dưới kia cơ. Cắt sát cái này nhá. Cắt sát này. Làm luôn không có tí nữa suy nghĩ đau đầu lắm. Này, hơi ngược sáng.
xem này. Đấy, tí nữa mà bố con đánh nhau thì chắc là con không xem video đâu. Quay cái góc này. Cỗi, cất cỗi, cất cỗi. Ừ. Mình lấy cái như thế. Giờ là cắt luôn cái này. Cắt ngắn đã, xong rồi. Tí cái đẽ kìa. Máy thì ông có cái cưa to. Đấy, một cưa thì đi nhuận. Ông đồ này thì ông đủ lắm. Bắt đầu đều. Ngoại đi. Đấy, tí là đánh nhau lại bố về luôn thì quê luôn. Đấy, tí nữa đây. Lấy cái tay này là một cây quái này, hay đấy. Đó, không đơn giản đâu. Cô ạ. Đang chơi. Vâng. Không gặp gì nữa. Hả? Không gặp gì nữa. Không chơi đi này. Ai đấy? Đi ra bà ông họ trường. Dậy quá sớm, tắt lối. Nè. Vướng quá. Mang cả cái này lúc nào theo người. Vướng quá, không có cái cưa nhỏ này. May nhặt cái đục. Cô ấy lúc nào cũng làm cái món kia đấy. Để chờ con nữa, con tí xem nhé. Làm cái món gì gì ấy hôm nay. Món ăn trưa ấy. Món ăn ếch nhái gì ấy. Tí nữa chờ con nó làm nhé. Xem tí. Thích cho mới lại. Đói, các bác nghệ nhân đừng xem đây. Vì là cái này là tối giản dành cho những người mà trẻ, tự tin các bác. Thoải mái. Đồ nó không có, khó làm quá. Không có gì, thiếu cái gì? Thiếu một cái cưa nhỏ lùa đây này. Ông Vương có xong, Vương vừa đẩy, ông Vương về nhà. Ông xem, ông lại học hết nghề, chết. Quay rộng này, bỏ không quay được góc này. Quay hết cây này, bỏ không quay được. Khi mà cái này nó tán rộng ra đây thì làm sao được, quay làm sao được. Tán rộng gì, cắt tán rộng, anh cắt hết rồi, còn gì nó còn đâu mà tán. Thế, lúc mà cắt tán thì ai biết. Đừng quá này. Cánh đấy. Vâng, bảo là tí nữa về ông ngoại ông có đánh có đuổi thì hả? Có biết đường mà chạy. Ừ. Biết đường phá mà hoại. Chờ ông đi vắng là phá hoại. Ừ. Ông không biết mà. Không bán thì thôi, không bán thì để chơi, chơi phải đẹp không?
bán cái 18 triệu ông nào rồi. Không, bán là việc muốn bán được tiền cũng phải làm đẹp. Để cánh đẹp ra. Vâng, mà muốn đẹp thì phải làm. Ông ấy bảo cũng phải tạo cảnh cho nó đẹp rồi nha. Vâng. Kể cả hơn nữa, mà không muốn bán thì phải làm đẹp mới có giá. Đẹp thì bán được. Được. Cây của muốn chơi độc bình nó vào trong ấy. Rồi. Nó bán như thế là bây giờ muốn bán 1 tỷ, nó không bán, con nó không bán. Vâng. Bố bán, bố mẹ bán hay con, bố mẹ đúng tiếp. Quan trọng là nhà có, nếu mà có sẵn tiền thì bán làm gì? Nó không bán. Thiếu tiền thì bán. Nó bán rồi để lập đóng cái độc bình chút lấy chút đã. Vâng. 8 tỷ cho nó bán. Con không cho bán. Bố mẹ thì muốn lát, con không cho. Được cái nhà rồi. Cái nhà đẹp rồi. Tỷ ba. Giả cứng bảo là làm cây của người khác tự tin lắm, đục phá cây người khác sướng, không suy nghĩ có phải cây của mình không mà phải đắn đo, nhưng mà chính là tự tin ấy, nhìn lên ra cây đẹp, nước cây nó thoáng ngay, không bị rối rắm, gườm giả thoáng mà, thì tự làm gì phải có tinh thần đã, tự tin. Về các bác biết có mà có mấy khi mà được cái cây to để mà đục đâu, toàn chơi mini trên Hà Nội. Ở đây có đất mà diễn giống như mấy cái thằng cắt tóc ở Hà Nội ấy, là mới học việc ấy, nhiều thằng cắt rất đẹp nhưng mà vẫn phải đi ra đường cắt miễn phí để cho người ta để cho người ta có cái đất thực hành. Vâng. Bố cho con cây này bây giờ hai cây rồi. Con chả lấy nhưng mà con sẽ làm cho đẹp. Phải biết tạo cảnh nữa cơ. Cây thì đẹp lắm. Ông để giường giả quá. Ông phải mãi hết chuyện rồi. Mai còn mới đi em cưới không? Còn chắc là có. Mai đi xem nhà nó chưa nhỉ? À. Thế cho chị con đi không? À. Chắc không. Đến chị tận nhà ngại vui. Đi trong ngày thế, đi mấy hai ngày thì được. Hả? Đi hai ngày thì đi được, đi trong ngày. Ngày cũng đến gì? Mà cứ di chuyển liên tục. Đi được đâu? Rồi về là khóc lối. Vâng. Có cái kéo cái đồ chuyên nghiệp không ạ? Sẹo to quá. Cùi quá. Mài bây giờ.
thời gian về làm hết. Mỗi tuần về làm cây. Nhiều việc quá. Rồi cứ suốt ngày cây cối này chết. Cái gì mà ăn. Mà mê lắm. Mỗi tuần về làm. Mê là mê thực sự chứ không phải mê nhàng nhàng. Chắc thực sự đấy, tạo ảnh những cây cho bố rồi cảnh đẹp đấy. Dạ. Hoàng xem đấy, tí nữa về mà có bị đuổi là chậm chạp chạy. Ừ. Nó hoại đây. Phá hoại. Đích thị phá hoại. Tình hình như thế là cây đó. Không có đồ khó quá. Đồ chuyên cắt cái gì là dùng cái đồ gì. Đấy, bây giờ là con sẽ lật bỏ cái bệ này ra. Bỏ cái cho nó ấy đi. Sắp từ mổ cho lột da rồi. Vâng, tí chờ con vào xem. Cái cho nó sắp phải mổ lột da. Vâng. Ăn thì lúc nào. Cái con tim mới ở đấy đi. Ăn thì lúc nào ăn được. Ừ. Con đang bận món này. Cứ làm cái cây này đi. Vâng. Rổ đi ra đất hết không? Không, lật của ra. Trùng lại. Lật của ra không? À, lật ra. Để cái này nó không phát triển. Rồi lật lên hơi khoai đấy. Ừ, không được đâu, bóng thì yêu cầu mình chặt rễ đi cơ. Đây. Nhưng mà không có cái đồ không ạ? Khó thế. Lấy dao chặt. Lấy dao xong rồi lấy. Lấy dao chặt. Ok, có cái xà beng nào không nhỉ? À, bố đường kia không nhà đấy. Cái móng. Trong tối về về sẽ có. Kiếm được cái này để đục cái bệ nhưng mà nhẹ quá. Chặt bệ không được. Này thì nó thì ra quá. Không phải, cái này không dùng được. Cái này nhẹ lắm. Cái này là cái móng không dùng được. Nhẹ quá. Sao beng? Beng nó nặng nó mới đứt. Dễ làn da. Beng đâu giờ tìm đâu sao beng? Ông có đủ đầy đủ hết rồi. Ngày vừa thì thấy mỗi cái này. Thế thế thì sao sống được? Ờ không, cái cây này. Cây này trong cành nhất sống. Cây này cây chi được thì cái một cái cành cắm. Phá là phải cho nó
ra phá chứ. Đúng không? Nó bảo ừ, nó làm được thì nó làm. Bảo đâu? À. Bảo bao giờ? Thế sao? Ai hỏi đâu mà bảo. À hỏi ông có xếp em không? Ông Vương nhé. Ông Vương nhé. Đồ không chuyên mệt lắm. À mệt. Nhẹ quá không được. Đi tìm cái đồ đó các bạn. Chặt cái bệ cho nó đàng hoàng. Đấy. Giờ mình lấy được cái xà beng này này. Sấn cái bệ này. May quá bố, còn đầy hoài một chút. Mệt lắm. Giống như mệt lắm. Đi đào bới đất cát này. Nhức lên trên này quá, chịu có bẩn đấy. Nhất là nó quét hết. Cắt thôi, cắt cho nó mỏng, mỏng bệ xuống. Mỏng bệ xuống. Đất mới lại làm lại cái bệ nó mới khỏe. Bệ mình sẽ trải ra. Rồi. Còn dễ to này kéo là không chơi. Vâng. Đây làm cái gì đấy đấy? À, trồng cái cây này. À, trồng cái gì vậy? Vâng, mới mua được cái cây này. Mua rồi ông bán rẻ quá. Trồng vào đây cho. Đó mua mấy hàng nước cà phê. Cây cũ. Thế chiều lâm nhà Thuận. Thank you.
Đây xem bố làm này. Thank you.
Quặp xuống là nó lại không vào.
Bây giờ ngủ ít thế. Ngủ ít thế. Ủa đâu? Ủa đâu? Cao hơn. Ông đâu? Ông đâu? Ông đâu? Cái chậu đấy. Chó đâu? Con chó đâu gì? Chó đâu? Chó đâu? Thank you.
đẹp và hay. Dạ. Ông cửa này vào tí nữa rồi là không có lại em. Có lại lại em bị bế ra đây mà ạ. Không có tiền làm. Có tiền làm gì đấy? Cứ đi đi. Đi sang cầu lông, đi sang cầu lông, đi sang cầu lông. Đứa nào không ăn? Hả? Bần lắm đúng không? Không ăn. Bắt đấy.
Ôi giời.
Bắt tay rút thích điện ra rồi.
Quân, bà bế rồi. Đây đây rồi, bà bế em cho, bà bế rồi. Đấy, chưa? May quá, có ông về không ơi. Chết. Đẹp chưa? Cái tay kia đi. Đẹp chưa? Đây, xem. Đọc cái tay này đi. Thấy có tiền chưa? Giờ nuôi lên để cái tay gì, để làm gì? Hả? Giờ nuôi lên nó mọc lên thì để cái gì? Câu hỏi quá khó trả lời. Hả? Ừ? Cái cụt đi rồi giờ nó mọc lên thì làm sao? Cho nó mọc đúng chỗ. Đúng chỗ nào? Chỗ mình muốn cắt. Đâu, ví dụ? Đây, cái mầm nó đây. Chính nha, chính nha. Mầm nó đây. Đâu? Một số mầm đây. Vào đây. Một cái mầm ở đây. Cái mọt. Tay này đuôi ở kia. Nhớ chết cả. Đấy. Chắc cái dế này bẻ đây cho nó thẳng không? Lỗi. Cái gì vậy? Ủa đâu? Đâu? Hoa hoa. Hả? Sắc phết. Cưa này ở đâu ra mà sắc phết quá nhỉ? Nhìn vần vần sắc phết.
Đấy. Cắn đấy. Không cắn đâu. Thế con nhà này. Chuẩn bị bán con kia đi. Thích nhỉ. Nhà mình nuôi 3-4 con ra toàn ăn cơm với chó kinh này lên đấy. Bán chả bán. Ba con tôi đùng nhông nhông nhông. Còn ăn ngủ với chó kinh quá. Đấy như kia. Đấy như kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, tạm thời thế đấy. Cáo là mưa rồi, chạy mưa rồi. Tạm thời thế đấy. Đấy, quay lại cho xem. Định làm chiều sâu cây tí tí nhưng mà nó đục của kém quá. Không chơi nữa. Trực hoành. Cây trực hoành. Giật cái ngọn lên đây. Cái tay hoành ra, tất nhiên cắt sâu cái tay này thêm đi. Đấy. Tay hoành này. Mặt sau này. Đây, mặt sau này. Mặt này cũng ổn phết đấy. Mặt này ổn phết. Không có cái đục bé để đục cái tay thứ ba cắt bỏ kia đi. Ủa. Đây này. Bệ rất ghê gớm. 180, 360 độ đều là bệ cả.
rất ok. Rồi, cần cái thời gian suy nghĩ thêm, chờ ra mầm đấy các bác nhỉ. Cảm ơn các bác nhé, nay chưa bị đuổi, may quá.